Con xin chào cô chú các bác anh chị nha. Thì hôm nay cháu có về được một số phôi trang đỏ, ở trang vàng lá nhỏ, khoảng 30 phôi với 5 cây cần thăng. Cũng con cũng vô được nước dây nha cô chú, với thêm được 9 cây trang vàng tàn nha cô chú. Mong được phục vụ cùng cô chú các bác anh chị. Con cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ cho cháu trong thời gian vừa qua ha. Thì số điện thoại của cháu là 0939707168. Số thứ hai là 0939666045. Hai số đều là số Zalo hết nha cô chú. Cô chú có điện số này không được thì điện số khác nha. Nhiều khi khách người ta đang điện á, máy bận á cô chú. Rồi con xin phép vô cái số 1 ha. Rồi mã số 1 là cây linh sam siêu bông nha cô chú. Linh sam siêu bông ha. Đó, cây này thì con vô được một nước dây rồi ha. Linh sam siêu hoa. Cái cây này để nước dây thứ hai vô nữa cái là cô chú lợp lại là kín tàn lắm ha. Thì con có 5 cây linh sam rồi nha, cũng đồng giá là 450.000 con bao phí ship ha. 5 cây đồng giá là 450.000 hết. Con bao phí ship. Rồi con xin phép vô cây số 1 ha. Cây đế thì nó sẫm nơm quái lắm ha cô chú. Hoành tây chí được 12 nha cô chú. Nguyên cành bay được 50 nha cô chú. Cái chiều cao tới mặt bầu được 30 nha cô chú. Đó. Mã số 1 có giá là 450.000. Một lô này thì đồng giá là 450.000 nha cô chú. Tiếp theo là mã số 2 ha. Đó. Cây này thì nói chung là thần nó bồn hết rồi. Con mới vô thêm phân ha. Đó. Mã số 2 ha. Rồi con xin phép đo thông số luôn. Thì cũng đồng giá 450.000 nha cô chú. 53 chiều cao là 24. Cái hoành là 17 ha cô chú. Mã số 2 cũng có giá 450.000 ha. Những này thì con vô một nước dây hết nha cô chú. Tiếp theo là mã số 3 ha. Mã số 3. Tiếp theo là mã số 3. Cây đế cũng đẹp hết cô chú. Hoành tại vị trí này được 18 nha cô chú. Chiều cao là được 20 ha. Tổng cái tán nó là được 48 ha. Mã số 3 cũng có giá 450 ha cô chú. 450.000 con bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 4 ha. Cây này hơi xấu rồi con bán 400.000 thôi. Cây này hơi xấu không mấy cây kia, con bán 400 ha. Đó. Rồi. Chiều cao được 28 ha. Tại vị trí này là được 14 nha cô chú. Đó. Rồi mã số 4 có giá là 400.000 ha. Cái đổ ha. Đây tổng cái tán ngang là được 48 luôn ha. 400.000 mã số 4. Tiếp theo là mã số 5 ha. Tiếp theo là mã số 5, cây rất là co lắc, rất là quái ha cô chú. Rất là đẹp ha. Đó, rất là đẹp ha. Mã số 5. Tán ngang. Cái tán ngang là được 60 ha cô chú. Chiều cao là được 28 ha. Hoành là được 10 ha cô chú. Rồi mã số 5 cũng có giá là 450.000 luôn nha cô chú. Con bao phí ship ha. Rồi con xin phép xuống cây. Tiếp theo con lên trang vàng lá nhỏ cây phôi ha cô chú. Đó, những cây có củ đế hết ha. Rất là đẹp nha cô chú. Mã số 6 trang vàng lá nhỏ ha. Chiều cao là 21 ha. Số điện thoại con thì con in dưới tiêu đề nha cô chú. Hoành được 21 ha, tại vị trí này nha cô chú. Cây rất là nở ha. Đó. Phôi trang vàng lá nhỏ mã số 6 có giá là 750.000 ha. Cái này con dẫn bao phí ship cho cô chú ha. Đó, cây rất là nở ha cô chú. Mã số 7 ha. Trang vàng lá nhỏ. Lấy cái ghế cho anh ngồi kìa. Cái ghế kia kìa. Chiều cao được 23 ha. Hoành 17 nha cô chú. Hoành 17 ha, tại vị trí này ha. Ở dưới rất là nở ha. Con hào ở dưới. Hào cái nở của nó là được 23 ha cô chú. Rồi mã số 7 này con xin giao lưu cô chú là 500.000 ha. Con bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 8 ha. Cây rất là đẹp ha cô chú.
mã số 8 ha. À, trang vàng lá nhỏ, chiều cao là được 16 ha. Mấy cây cô chú chơi bonsai là hết ý ha cô chú. Hoành 23 nha cô chú. Rồi mã số 8 có giá là 750.000 luôn, còn bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 nha cô chú. À, cây thì cô con này là cô xử lý hết trơn ha. Về cô chú cứ để gì thôi, hạn chế tưới nước cùng con ha. Cô chú đừng có sợ nó chết, để tưới nước nhiều quá nó thối rễ. Chiều cao 22 ha. Hoành là được 20. Rồi mã số 9 có giá là 600.000 nha cô chú. 600.000 mã số 9 ha. Tiếp theo là mã số 10. Cây rất là nở ha. Đó. Về thì cô chú cứ để nguyên gì đi, đừng có tưới nước gì hết trơn á. Cây rất là giót cây ha cô chú, rất là giót ha. Chiều cao là được 22. Tổng cái hoành là được 23 ha cô chú, 23 ha. Đó. Mã số 10 có giá là 700.000 nha cô chú. 700.000 mã số 10 ha. Tiếp theo là mã 11. Tiếp theo là mã 11 nha. Đó, mã 11. Rồi coi xin phép đo thông số ha. Chiều cao là 28. Tổng cái hoành 24 ha. Rồi mã 11 có giá là 500.000 nha cô chú, không bao phí ship ha. Tiếp theo là mã 12. Mã 12, những cây rất là nở ha cô chú. Rất là giót ha. Chiều cao 26. Tổng cái hoành 22 ha. Rồi mã 12 có giá là 500.000 luôn, còn bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã 13. Cây rất là nở ha cô chú, rất là nở cây ha. Chiều cao 24 ha. Tổng cái hoành cũ được 25 ha. Hoành thăng được 13 nha cô chú. Rồi mã 13 có giá là 450.000 nha cô chú, còn bao phí ship ha. Trang vàng lá nhỏ ha. Tiếp theo là mã 14. Mã 14 ha. Cây rất là nở ha. Vàng cây nở lắm cô chú ơi. Chiều cao là được 24 ha. Tổng nguyên cái cũ là được 26 ha cô chú, khá là to ha. Lên trên thì nó rất là giót ha. 10 là 15 hoành ha. Đó. Rồi mã 14 có giá là 600.000 nha cô chú. Tiếp theo là mã 15. Tiếp theo là mã 15 ha. Đó, mã 15 ha. Tiếp theo là mã 15. Chiều cao là được 19 ha. Cái hoành được 21 nha cô chú. Rồi mã 15 có giá là 500.000 luôn, còn bao phí ship luôn. Rất là rẻ ha. Tiếp theo là mã 16 ha. Mã 16 nha cô chú. Chiều cao là được 28 ha. Tổng cái hoành 22. Đó. Rồi mã 16 có giá là 550.000, còn bao phí ship. Tiếp theo là mã 17. Tiếp theo là mã 17 nha cô chú. Để rất là đẹp ha. Mặt phân này thì con mới xử lý hết cho cô chú ha, cô chú cứ để gì chồng thôi. Con đã xử lý cái vàng đít vàng đế nó trơn rồi. Chiều cao 25. Hoành là được 21 ha. Đó. Về cô chú hạn chế tưới nước con ha, đừng tưới nhiều quá nó thối rễ hết ha. Cứ để nguyên vậy đó, đừng có sợ gì hết. Rồi mã 17 có giá là 650.000 nha cô chú. Tiếp theo là mã 18. Tiếp theo là mã 18 ha. Cây này gắt nguyên một cái cũ luôn cô chú ơi. 18 ha. Đó. Chiều cao là 18. Tổng cái hoành là được 24 ha. Cây này gió cây rất là đẹp nha cô chú. Đó. Rồi mã 18 có giá là 750.000 nha, còn bao phí ship luôn. Mã 19. Tiếp theo là mã 19 ha. Đó.
chiều cao là được 24, tổng cái hoành tay trí này được 26 ha, xích lên cho anh chút ha, 17 ha cô chú. Đó. Rồi mã 19 có giá là 500.000 nha cô chú. Tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 ha. Đó, tiếp theo là mã 20. Chiều cao 22. Hoành là được 22. Đó. Rồi mã 20 có giá là 600.000 nha cô chú, con bao phí ship ha. Những cái mặt hàng này con có số lượng rất là nhiều nha cô chú. Và cái lô tàng con cũng có số lượng ha. Cô chú nào muốn đặt số lượng thì con có số lượng cho cô chú ha. Rất là nhiều ha. Rồi mã 21. Đó. Cháu có số lượng rất là nhiều. Cô chú nào mà có đặt thì liên hệ ha. 17 chiều cao ha. Hoành là 17 luôn nha cô chú. Rồi mã số 21 có giá là 500.000 con bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 22. Mã 22 ha. Tiếp theo là mã 22. Chiều cao là 23. Tổng cái hoành là được 20. Những cây này thì cái cũ rất là nở cô chú. Vàng cây này già lắm rồi cô chú ơi. Rồi mã 22 có giá là 600.000 nha cô chú. Tiếp theo là mã 23. Tiếp theo là mã 23, cô chú nhìn cái bệ đế này, nó giót cái búp măng luôn ha. Đó, rất là đẹp ha. Rồi con xin phép đo thông số. Chiều cao được 21. Tổng cái hoành này là được 24 ha. Cô chú nào ấy về thì cắt bỏ cái này ha. Cắt bỏ cái này, cái cây nó rất là giót ha. Đó. Tại vì cái này con bữa đó cắt mà quên, không cắt sát, cắt trừ hao. Rồi mã 23 này con xin giao lưu với cô chú là 750.000 ha. Cây này giót rất là đẹp ha cô chú. Tiếp theo là mã số 24. Tiếp theo là mã 24 ha. À, mã 24. Cây rất là đẹp ha cô chú. Nở ha. Chiều cao 20. Hoành được 19 nha cô chú, gần 20 luôn ha. Ở dưới rất là nở ha. Rồi mã 24 này có giá là 700.000 nha cô chú. Tiếp theo là mã 25. Tiếp theo là mã 25 ha. Đó. Cây rất là nở ha. Chiều cao là được 22. Hoành là được 21 ha. Nói chung cái này con bán cái giá rất là sinh viên cho cô chú dễ chơi ha. Đó. Rồi mã 25 này con xin giao lưu với cô chú là 550.000 ha. Này con bán giá rất là rẻ luôn á cô chú ơi. Rồi tiếp theo là mã 26 ha. Tiếp theo là mã 26. Đó. Chiều cao là được 23. Hoành là được 18 nha cô chú. Đó. Rồi mã 26 này có giá là 500.000. Thôi 450.000 thôi cô chú ơi. Đó, cây này 450.000 ha. Rồi tiếp theo là con lên mã 27. Mã 27 ha. Đó, chiều cao. Tổng cái chiều cao là được 22. Hoành là 21 nha cô chú. Rồi mã 27 có giá là 600.000, con bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã 28. Mã 28 nha cô chú. Chiều cao 25. Hoành là 23. Chen vàng lá nhỏ mã 28 con xin giao lưu với cô chú là 500.000, con bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 29. Cây rất là nở ha cô chú. Đây cô chú nhìn nó nở dữ lắm ha. Cây này sau này cô chú chơi bonsai những cây này rất là đẹp, rất là có giá ha cô chú. Chiều cao là được 35. Hoành là được 22. Tại vị trí này nghe cô chú, đo xích trên chút là được 20 ha. Đó. Tại nó giót cái cây rất là nở cái cây ha.
Rồi mã 29 có giá là 550.000 nha cô chú. Tiếp theo là mã số 30. Đó. Mã số 30 thấy cô chú thấy nó giót cái bút mặn rồi. Rất là đẹp ha. Chiều cao là được 24. Hoành là được 20 hết cô chú, 21 con tính 20 thôi ha. Đó, rồi có giá là 500.000 mã số 30 ha. Tiếp theo là mã số 31. Cây này rất là đẹp nè cô chú ơi. Cây này quá trời đẹp. Đó. Cây này đẹp, quái mà đẹp ha. Cây này về cô chú chuyển dáng là chơi ha. Đó. Cây này cô về cô chú chơi cây đổ vẫn được ha. Chiều cao là 26, 25 ha. Cái hoành tại vị trí được 16 nha cô chú. Cây này đã rất là đẹp ha. Rồi mã 31 có giá là 750.000 cô chú ơi. Không bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 32. Mã 32 ha. Cây này về cô chú trồng đứng lại ha. Trồng đứng lại gì cây mới đẹp ha. Này hơi nghiêng. Cây này trồng đứng lại nhìn cái cây nó hồi đầu rất là đẹp. Chiều cao là được 20. Hoành là được 24. Nhiều khi lúc mình trồng mình ép ép cái đất nó hơi bị nghiêng chút xíu á cô chú. Cô chú về trồng đứng cái cây lên gì rất là đẹp. Rồi, mã 32 có giá là 700.000, không bao phí ship ha. Xuống đi luôn. Tiếp theo là mã số 33. Phôi trang vàng lá nhỏ ha cô chú. Số điện thoại con là 0939707168, số thứ hai là 0939666045 ha. Hai số đều là số Zalo hết nha cô chú. Chiều cao được 25 ha. Hoành là được 15 nha cô chú. Rồi mã 33 có giá là 400.000 nha cô chú, con bao phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 34. Cây này cô chú nhìn vàng đế mà nó nở cây lắm ha cô chú. Rồi mã số 34. Chiều cao 21. Hoành tại vị trí này được 18 ha. Rồi mã số 34 này thì con xin giao lưu với cô chú là 700.000, con bao phí ship luôn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 35. Mã 35 xong con lên trang tàn nha cô chú. Có mấy cái tàn tròn rất là đẹp ha. Đó. Những cây tàn và những cây này cháu có số lượng ha. Chiều cao được 24 ha. Cô chú nào có đặt số lượng thì con có số lượng cho cô chú ha. Rồi hoành là được 22 tại vị trí này nha cô chú. Xích trên chút. Là được 20 ha cô chú. Đó. Rất là to ha. Rồi mã 35 có giá là 650.000 nha cô chú. 650.000. Rồi, tiếp theo là con lên cây trang tàn ha. Đó, con có 9 cây trang tàn là vàng lá nhỏ ha cô chú. Trang tàn vàng lá nhỏ con có 9 cây ha. Những cây này ví dụ như khi mà đi vận chuyển đi nó có rụng lá nha cô chú. Cái này thì con nói trước ha. Nhưng mà không sao, hoành 22 ha. Cây có đế có củ hết nha cô chú. Khi đi thì nó sẽ có trường hợp nó phải rụng lá. Tán ngang là được 70. Chiều cao là được 50. Đó. Tại vì khi đi con ốp cái tàn là gì nè. Nó có phải rụng, có phải rụng lá nha. Cô chú có gì thông cảm ha, nhưng mà nó sẽ ra lá lại. Rồi mã 26 có giá là 700.000, con bao phí ship nha cô chú. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 37. Những cây này thì con không có mồi đế ha. Nó nằm sao thì để nguyên vị chứ không dám mồi nhiều. Tại cây tàn á cô chú. Với những cây này là có đế dưới đó. Cô chú nhìn nó nở gì là cô chú thấy là nó biết có đế ha. Đó. Hoành là được 23 ha cô chú. Tại vị trí này ha. 22 thôi, tại nhiều khi nó cắn chút xíu cô chú ơi. Tính 22 ha. Cái tán ngang. Tán ngang 88 ha. Chiều cao tới mặt bầu rồi được 60 nha cô chú. Đó. Khi đi thì con ốm tàn lại ha. Nó có trường hợp sẽ bị rụng lá ha. Rồi mã 37 có con xin giao lưu cô chú là 600.000 ha. Xuống cây. Tiếp theo là mã số 38 ha.
Đó. Mã 38 ha. Rồi con xin phép đo thông số. Quanh là được 21 ha. Chiều cao 66 chiều cao ha. Cái tán ngang là được 90 nha cô chú. Đó. Rồi mã 38 này con xin giao lưu cô chú là 750.000, con bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 39 ha. Những cây này cô chú về không thích chơi tàn thì cắt phôi vẫn đẹp ha, cây rất là lùng lực ha. Đó, cô chú về không thích chơi tàn thì cứ cắt phôi bình thường. Tại con thấy cái tàn nó tròn quá, cắt thì ủ quá. Rồi về mình chơi, ví dụ như chơi qua Tết, lấy cái bông chơi Tết đi, qua Tết rồi mình cắt phôi lại, mình nuôi lại bonsai ha. Cái củ rất là to ha cô chú. 25 ha cô chú. Hoành ha. Tăng chiều cao 69 chiều cao nha cô chú. Cái tán ngang là 92 ha. Rồi mã 39 có giá là 700.000 nha cô chú, con bao phí ship ha. Khi đi thì con ốm cái tàn lại ha. Con ốm tàn lại rồi con sẽ giữ ẩm trên cái mặt bầu ha. Con tưới kích rễ rồi cho cô chú hết. Nhưng mà nói vận chuyển nó vẫn sẽ có bị rụng lá nha cô chú. Cái trường hợp đó là không tránh khỏi ha. Đó. Rồi con xin phép đo thông số. Hoành là được 19 nha cô chú. Chiều cao là được 55. Cái tán ngang là được 73. Rồi mã 40 có giá là 550.000. Con bao phí ship ha. Xuống cây. Tiếp theo là mã số 41. Tiếp theo là mã 41 ha. Đó. Hoành là được 20 ha. Chiều cao 72 chiều cao. Cái tán ngang là được 87 cô chú. Rồi mã số 41 có giá là 600.000, con bao phí ship ha. Xuống cây. Rồi tiếp theo là mã số 42. Mã 42 ha cô chú. Đó. Cái cây thì khi đi nó sẽ rụng lá bình thường ha. Cái cây này nó không có chết đâu, cô chú yên tâm ha. Con bao sống cho cô chú trong vòng 2 tháng ha. Quá 2 tháng thì con không có chịu nha cô chú. Tại vì con chỉ có bao trong vòng 2 tháng thôi. Rồi, hoành là được 23 ha. Chiều cao 48. Cái tán ngang 82. Rồi mã 42 có giá là 600.000 luôn, con bao phí ship ha. Tại vì cây trong vòng 2 tháng là nếu mà nó không lên tượng là cô chú biết nó sẽ khác rồi, thì cô chú phải điện cho con báo cho con liền ha. Rồi tiếp theo là mã 43. Rồi con xin phép đo thông số ha. Hoành là được 19 nha cô chú. Chiều cao là được 65. Tán ngang 86. Rồi mã 43 có giá là 550.000. Xuống cây. Tiếp theo là mã 44. Cũng là mã số cuối cùng trong clip nha cô chú. Đó. Cây nắng quá cho nên nó hơi bị héo lá tí xíu cô chú. Nhưng mà nó không có sao cô chú, cái cây nó không có gì ha. Tại nắng quá nắng. Hoành là 24 ha. Chiều cao là 44. Tán ngang 70. Đó. Chứ mấy cây si là con không dám bán cho cô chú nha. Cái nào thì con xin nói trước. Tại cây si mà bán cho cô chú về, ví dụ như cây mà có chết đi, con vừa phải mắc cây mà vừa phải mắc tiền ship tùm lum hết trơn, con đâu có bán làm gì. Đó. Chứ cô chú nhìn thấy gì đừng có sợ ha. Đó.
Rồi cây mã số 44 này con xin giao lưu cô chú là 600 ngàn cộng bao phí ship ha. Đấy. Cái cây mà nó ví dụ như cái cây mà mình biết si mà cho, mà đi bán cho khách rồi về mình phải đền cây khác rồi lỗ tiền ship, cây này tiền ship không cũng cả 100 ngàn rồi, rồi vừa mắc cây nữa, rồi phải đền cây khác lại cho khách nữa, bởi vì con không có bán mấy cây si ha. Rồi thì cuối clip thì con xin cảm ơn cô chú các bác đã ủng hộ cho cháu trong những clip vừa qua ha, và ủng hộ cho kênh. Thì có xem thì nhớ ủng hộ cho cháu tiếp theo, thì con cảm ơn rất nhiều cô chú, con chân thành cảm ơn cô chú à. Dạ con xin hết ạ.